Xin chào các em. Chào mừng các em quay trở lại với chương trình Toán lớp 2. Cô là cô giáo Bùi Thị Hoài. Trong giờ học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài Phép trừ có dạng 100 trừ đi một số. Để giờ học đạt kết quả tốt, các em cần chuẩn bị những đồ dùng học tập sau. Chúng mình cần chuẩn bị vở, bút, bút chì, thước kẻ, bảng, giấy nháp. Có đầy đủ đồ dùng học tập rồi. Chúng mình hãy bắt đầu giờ học với cô nào. Ngay bây giờ, cô trò chúng ta cùng đến với phần khởi động để tham gia một trò chơi. Trò chơi mang tên Cánh cửa bí mật. Có 3 cánh cửa chứa những điều bí mật ở phía sau. Cô trò chúng mình hãy mở những cánh cửa này để khám phá những điều bí mật ẩn sau đó nhé. Để mở được những cánh cửa này, các em cần trả lời các câu hỏi. Nếu trả lời đúng, cánh cửa sẽ mở ra. Ai sẽ là người mở cánh cửa đầu tiên nào? Thưa cô, em xin mở cánh cửa số 1 ạ. Cánh cửa số 1 có bí mật gì đây? Thưa cô, cánh cửa số 1 có phép tính 70 trừ 26 bằng mấy? Em hãy thực hiện tính và nêu kết quả để mở cánh cửa số 1 nào. Thưa cô, em đặt tính như sau. 0, 0 trừ 6, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1, 2 thêm 1 được 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4, vậy 70 trừ 26 bằng 44 ạ. Rất tốt. Đúng là 70 trừ 26 bằng 44 là đúng rồi đấy. Cô đồng ý với câu trả lời của em. Chúng ta cùng mở cánh cửa ra nào. Ồ, một lời chúc thật tuyệt vời. Ai cũng mong chúng ta học giỏi để ông bà bố mẹ vui lòng và lớn lên làm được nhiều việc tốt phải không nào? Bây giờ chúng ta cùng xem cánh cửa thứ hai chứa điều bí mật gì nhé. Cô mời một bạn đọc nhiệm vụ ở cánh cửa thứ hai nào. Thưa cô, 70 trừ 6 bằng mấy ạ? Bạn nào, nêu cho cô cách tính nào. Thưa cô, em đã tính rồi tính như sau. 0 không trừ được 6, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, viết 6. Vậy 70 trừ 6 bằng 64 ạ. Đúng rồi đấy. Bí mật sau cánh cửa thứ hai này là gì nhỉ? Chúng ta cùng xem nhé. Ồ, đó là một màn pháo hoa thật tuyệt vời phải không các em? Chúc mừng các em đã mở được cánh cửa thứ hai. Chúng ta cùng đến với cánh cửa thứ ba nào. Mời một bạn đọc nhiệm vụ cho cô. Thưa cô, em đọc. Ba ô tô đang chê ba số là 10, 20 và 40. Hỏi mỗi ô tô đang chê số nào? Các em đã có câu trả lời chưa? Cô mời một bạn nêu câu trả lời cho cô nào. Các bạn khác cùng theo dõi nhé. Thưa cô, ô tô màu cam đang chê số 10 vì 60 trừ 10 bằng 50 ạ. Chính xác rồi, cảm ơn em. Cô mời bạn tiếp theo nào. Thưa cô, ô tô màu vàng đang chê số 40 và ô tô màu tím đang chê số 20 vì em nhầm thấy 40 trừ 20 bằng 20 ạ. Rất tuyệt vời, cảm ơn em. Vậy là chúng ta đã mở được ô cửa thứ 3 để xem điều bí mật rồi. Điều bí mật là gì nhỉ? Ồ, đó là một cơn mưa sao băng các em ạ. Chúng ta cùng ngắm mưa sao băng để ước một điều ước thật tuyệt vời nhé. Vậy là các em đã khám phá ra tất cả những điều bí mật sau 3 ô cửa vừa rồi đấy. Các em thật là giỏi. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với bài học Phép trừ có dạng 100 trừ đi một số nhé. Các em hãy quan sát tranh và nêu cho cô tình huống ở trong bức tranh này nào. Thưa cô, bạn mình có 100 ngôi sao. Bạn mình trang trí lên cây thông hết 27 ngôi sao. Bạn mình đang nghĩ xem còn bao nhiêu ngôi sao ạ. Vậy chúng mình có thể giúp bạn Minh tính số ngôi sao còn lại không?
Thưa cô, để tìm số ngôi sao còn lại của mình, em làm phép tính trừ ạ. 100 trừ 27 bằng mấy? Đúng rồi, chúng mình hãy lấy giấy nháp hoặc bảng con để thực hiện phép trừ 100 trừ 27 để xem bạn mình còn bao nhiêu ngôi sao nhé. Mời một bạn thực hiện giúp cô nào. Thưa cô, em đặt tính như sau. Đầu tiên em viết số 100, sau đó viết số 27 dưới số 100 sao cho số chục thẳng với số chục, số đơn vị thẳng với số đơn vị. Em viết dấu trừ và kẽ đường kẽ ngang thay dấu bằng ạ. Cô đồng ý với em. Bây giờ chúng mình cùng thực hiện tính nhé. 100 trừ 27 bằng trừ lần lượt từ phải qua trái. 0 không trừ được 7. Lấy 10 trừ 7 bằng 3. Viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 10 trừ 3 bằng 7. Viết 7. Vậy 100 trừ 27 bằng 73. Cô mời một bạn nêu lại cách đặt tính và thực hiện tính cho cô nào. Thưa cô, ta viết số 100, sau đó viết số 27 dưới số 100 sao cho số chục thẳng với số chục, số đơn vị thẳng với số đơn vị. Sau đó ta viết dấu trừ và kẻ đường kẻ ngang thay dấu bằng ạ. Trừ lần lượt từ phải sang trái. 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7. Vậy 100 trừ 27 bằng 73. Cảm ơn em. Vậy là chúng ta đã giúp bạn Minh tìm ra số ngôi sao còn lại chưa? Thưa cô, rồi ạ. 100 trừ 27 bằng 73, bạn Minh còn lại 73 ngôi sao ạ. Cảm ơn em. Đúng là 100 trừ 27 bằng 73 đấy. Các em à, phép tính mà chúng mình vừa thực hiện là phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, có dạng 100 trừ đi một số. Các phép trừ này đều có số bị trừ là 100. Cô đố các em tìm một phép tính tương tự như phép tính chúng mình vừa học, có dạng 100 trừ đi một số đấy. Thưa cô, 100 trừ 29 ạ. 100 trừ 29, đúng là phép trừ 100 trừ đi một số rồi đấy. Các em hãy lấy bảng con hoặc giấy nháp để thực hiện phép tính này nhé. Các em đã tìm ra kết quả chưa? Chúng mình cùng nhau kiểm tra nhé. Thưa cô, em đặt tính 100 trừ 29. Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái. 0 không trừ được 9, ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7. Vậy 100 trừ 29 bằng 71. Các bạn khác có cùng kết quả với bạn không? Nếu có là chúng mình đã tính đúng rồi đấy. Ở nhà, các em hãy tự nghĩ ra các phép tính 100 trừ đi một số, rồi đặt tính và tính cẩn thận để cho chúng mình thành thạo những phép tính này nhé. Bây giờ chúng ta cùng đến với một phép tính nữa. Các em hãy lắng nghe xem phép tính này có điều gì thú vị nhé. Tính 100 trừ 5 bằng bao nhiêu? Trước tiên chúng ta cùng nhau đặt tính nhé. Đầu tiên chúng mình viết số 100. Tiếp theo chúng mình viết số 5 dưới số 100 sao cho số 5 thẳng cột với số hàng đơn vị. Rồi viết dấu trừ giữa hai số và kẻ vạch ngang. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện trừ với cô nhé. 100 trừ 5 bằng, ta trừ từ phải qua trái. 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Vậy 100 trừ 5 bằng 95. Cô mời một bạn nêu lại cách thực hiện phép tính cho cô nào. Thưa cô, ta thực hiện trừ từ phải sang trái.
0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Vậy 100 trừ 5 bằng 95 ạ. Cảm ơn em. Chúng mình cùng thực hiện một phép tính nữa nhé. 100 trừ 7 bằng bao nhiêu? Hãy đặt tính và tính ra nháp giúp cô nhé. Thưa cô, em tính được 100 trừ 7 bằng 93 ạ. Em đặt tính rồi tính như sau. Em thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái. 0 không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Vậy 100 trừ 7 bằng 93 ạ. Các bạn khác có cùng kết quả với bạn không? Nếu có là chúng mình đã tính chính xác rồi đấy. Qua các phép tính 100 trừ đi một số, các em có rút ra lưu ý gì không? Chúng mình hãy gửi lời nhắn đến các bạn học sinh đang xem truyền hình để chúng mình cùng nhau tính đúng nhé. Các bạn ơi, mình thấy thực hiện phép trừ 100 trừ đi một số cần phải lưu ý khi đặt tính. Đặt tính sao cho đơn vị thẳng đơn vị, trục thẳng trục. Nếu không tính sẽ bị sai ngay đấy. Cảm ơn em, một lưu ý thật hữu ích. Chúng ta nhớ cách đặt tính để tính cho cẩn thận nhé. Có bạn nào có lưu ý gì khác không? Các bạn ơi, các bạn cũng cần phải lưu ý cả khi viết kết quả nữa. Viết kết quả cũng phải thẳng cột đấy. Đúng rồi, một lưu ý rất hay. Các em nhớ khi viết kết quả cũng phải thẳng cột nhé, không là sai ngay. Còn gì nữa không nhỉ? Các bạn ơi, mình thấy khi thực hiện phép trừ 100 trừ đi một số, quan trọng nhất là không được quên, nhớ nhé. Không trừ được 7, lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3, nhớ 1. Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Thật tuyệt vời, cảm ơn các em. Các bạn học sinh đang xem truyền hình, hãy luôn ghi nhớ những lời nhắn trên nhé. Chúng ta hãy cùng đến với bài tập đầu tiên. Thưa cô, đặt tính rồi tính ạ. 100 trừ 19, 100 trừ 94, 100 trừ 8, 100 trừ 2. Đây là nhiệm vụ quá quen thuộc với chúng mình rồi phải không? Còn chần chừ gì nữa? Cô trò chúng mình cùng đặt tính và tính thôi nào. Thưa cô, ta đặt tính. Viết số 100 xuống dòng viết số 19 sao cho số chục thẳng số chục, số đơn vị thẳng số đơn vị. Viết dấu trừ và đường kẻ ngang. Ta thực hiện tính. 0 không trừ được 9, lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 10 trừ 2 bằng 8, viết 8. Vậy 100 trừ 19 bằng 81 ạ. Em giỏi lắm. Chúng ta cùng tính toán nhanh các phép tính còn lại nào. Thưa cô, em đặt tính 100 trừ 94 như sau. Em tính lần lượt từ phải sang trái. 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0. Vậy 100 trừ 94 bằng 6 ạ. Em làm đúng rồi đấy. Cô mời bạn tiếp theo. Thưa cô, em đặt tính 100 trừ 8 như sau. Em tính lần lượt từ phải sang trái. 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Vậy 100 trừ 8 bằng 92 ạ. Cô cũng đồng ý với em. Phép tính tiếp theo thì sao nhỉ? Một bạn nêu cho cô nào. Thưa cô, phép tính 100 trừ 2 em đặt tính và thực hiện tính như sau. 0 không trừ được 2, em lấy 10 trừ 2 bằng 8, viết 8 nhớ 1. Lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Vậy 100 trừ 2 bằng 98 ạ. Đúng rồi đấy. Cô thấy các em thật tuyệt vời. Các em đều nắm chắc cách tính nên tính rất nhanh và chính xác. Cảm ơn tất cả các em. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại tất cả các phép tính nhé.
trong cuộc sống ngoài việc đặt tính để tìm ra kết quả của các phép tính mà chúng mình vừa học? Thì chúng mình có thể tính nhầm với các phép tính đơn giản. Chúng mình cùng thử xem nhé. Mời các em cùng đến với cuộc thi Ai nhầm nhanh hơn? Nhiệm vụ đầu tiên, tính nhầm 100 trừ 60 bằng bao nhiêu? 100 trừ 30 bằng bao nhiêu? 100 trừ 80 bằng bao nhiêu? Và 100 trừ 50 bằng bao nhiêu? Cô nghĩ rằng các em đã tìm ra kết quả rất nhanh rồi đúng không? Hãy nêu kết quả cho cô nào. Thưa cô, 100 trừ 60 bằng 40. 100 trừ 30 bằng 70. 100 trừ 80 bằng 20. 100 trừ 50 bằng 50. Thật tuyệt vời! Em nhầm như thế nào mà nhanh như vậy? Thưa cô, đây là phép trừ các số tròn trục. Em nhầm 100 bằng 10 trục. 10 trục trừ 6 trục bằng 4 trục. Vậy 100 trừ 60 bằng 40 ạ. Cô cũng đồng ý với em. Với cách nhầm như vậy, chúng mình sẽ tìm kết quả nhanh phải không nào? Hãy tìm thêm các phép tính tương tự. Thưa cô, 100 trừ 10 bằng 90 ạ. Thưa cô, ví dụ của em là 100 trừ 40 bằng 60 ạ. Thưa cô, ví dụ của em là 100 trừ 70 bằng 30, 100 trừ 90 bằng 10 ạ. Các em giỏi lắm, cô khen tất cả các em. Hãy tiếp tục với thử thách tiếp theo nào. Tính nhầm 100 trừ 1 bằng bao nhiêu? 100 trừ 2 bằng bao nhiêu? 100 trừ 3 bằng bao nhiêu? Và 100 trừ 6 bằng bao nhiêu? Cô, thử thách này không khó lắm ạ. 100 trừ 1 bằng 99, 100 trừ 2 bằng 98, 100 trừ 3 bằng 97, 100 trừ 6 bằng 94 ạ. Ồ, em làm rất đúng. Các phép tính này thật thú vị phải không? Với những phép tính đơn giản, chúng mình có thể nhầm ngay kết quả mà không cần phải đặt tính nhé. Các em hãy lấy thêm ví dụ về những phép tính có thể nhầm nhanh mà không cần đặt tính nhé. Thưa cô, ví dụ của em là 100 trừ 4 bằng 96, 100 trừ 8 bằng 92 ạ. Rất đúng rồi, cảm ơn em. Thưa cô, ví dụ của em là 100 trừ 10 bằng 90, 100 trừ 11 bằng 89 ạ. Chính xác rồi đấy, cô khen em. Khi thực hành với những phép tính đơn giản, chúng mình có thể tính nhầm mà không cần phải đặt tính. Nhưng với những phép tính khó hơn, chúng mình nhớ phải đặt tính ra nhé và tính cẩn thận để có kết quả chính xác nhé. Ở nhiệm vụ trước, các em đã nắm bài rất tốt. Với nhiệm vụ này, chúng ta cùng tìm một người bạn đáng yêu của chúng mình nhé. Các em có nhớ đây là ai không? Thưa cô, đây là bạn voi Ami ạ. Chào bạn Ami. Chào các bạn học sinh lớp 2. Hôm nay Ami có việc lại muốn nhờ các bạn đây. Các bạn hãy giúp Ami tìm xem bài tập này có những lỗi sai nào và sửa lại giúp mình với. Chúng mình cùng cô giúp bạn Ami nhé. Ami ơi, phép tính 100 trừ 6 kết quả chưa đúng rồi. Bạn cùng kiểm tra lại từng bước với mình nhé. Đầu tiên là đặt tính số 6 viết dưới số 100 sao cho số đơn vị thẳng với số đơn vị. Ôi, tớ phát hiện ra, tớ đã đặt tính sai rồi. Tớ viết số 6 dưới số 100 nhưng lại thẳng cột với số chục, vì thế nên kết quả tính bị sai. Cảm ơn bạn nhé, tớ đặt tính lại như sau. 100 trừ 6, tớ thực hiện tính. 00 trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4, nhớ 1. 10 trừ 1 bằng 9, viết 9. Vậy 100 trừ 6 bằng 94 mới là kết quả đúng. Đúng rồi đấy. Bạn voi Ami đã phát hiện ra lỗi sai và sửa lại chính xác rồi. Đây cũng là lỗi sai mà các em thường gặp phải.
Các em hãy lưu ý điều đó để thực hiện tính cho chính xác nhé. Ami ơi, phép tính thứ hai bạn đặt tính đúng, nhưng khi trừ bạn quên nhớ một chục đấy. Ami cùng tính lại với tớ nào. 0 không trừ được 8 lấy 10, trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4 lấy 10, trừ 4 bằng 6 viết 6. Vậy kết quả đúng là 100 trừ 38 bằng 62. Đúng rồi. Khi trừ có nhớ, các em không được quên bước mượn một chục và trả một chục nhé. Cô tin rằng sau khi sửa phép tính này, bạn voi Ami sẽ không bao giờ quên nhớ nữa đâu. Ami ơi, ở phép tính thứ ba này, kết quả chưa đúng rồi. Mình cùng nhau thực hiện lại để xem sai ở đâu nhé. 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. 9 trừ 3 bằng 6, viết 6. Vậy 98 trừ 36 bằng 62. Ami đã biết sai ở đâu chưa? Cảm ơn cậu nhé, tớ đã biết tớ sai ở đâu rồi. Đây là phép trừ không nhớ mà tớ vẫn cứ thực hiện như phép trừ có nhớ. Tớ đã hiểu rồi, chắc chắn lần sau tớ sẽ không sai nữa. Chúng ta vừa giúp bạn voi Ami tìm ra lỗi sai và sửa lại cho đúng rồi đấy. Bạn voi Ami cảm ơn tất cả các em. Giúp bạn sửa lại những phép tính chưa đúng cũng là một lần nữa giúp các em nắm chắc hơn về cách thực hiện phép tính đấy. Bây giờ chúng mình cùng tham gia một trò chơi rất vui. Trò chơi mang tên lập phép tính. Cô có các số 39, 61 và 100. Từ ba số trên, các em hãy lập thành các phép tính cộng trừ nhé. Thưa cô, em lập được phép tính 39 cộng 61 bằng 100 ạ. Ồ, chúng ta cùng thực hiện tính xem 39 cộng 61 có bằng 100 không nhé. 39 cộng 61 bằng 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9. 9 thêm 1 bằng 10, viết 10. Vậy 39 cộng 61 bằng 100. Em đã lập đúng phép tính cộng từ ba số đã cho rồi đấy. Chúng ta còn lập được những phép tính nào nữa? Cô mời các bạn còn lại nào. Thưa cô, em lập được phép tính 61 cộng 39 bằng 100 ạ. Đúng rồi đấy. Thế còn phép tính nào nữa nhỉ? Thưa cô, em lập được phép trừ 100 trừ 61 bằng 39 và phép tính 100 trừ 39 bằng 61 ạ. Chúng mình hãy cùng kiểm tra lại xem 100 trừ 39 có bằng 61 không nhé. 100 trừ 39 bằng 0, không trừ được 9. Ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 10 trừ 4 bằng 6, viết 6. Vậy 100 trừ 39 bằng 61. Như vậy, phép tính này có kết quả đúng rồi đấy các em ạ. Từ ba số 100, 39 và 61, chúng ta đã lập được 4 phép tính. Rất thú vị phải không các em? Đã lập được một phép tính rồi, chúng ta dễ dàng lập được 3 phép tính còn lại phải không? Các em hãy tiếp tục lấy các ví dụ tương tự nào. Thưa cô, các phép tính của em là 99 cộng 1 bằng 100, 1 cộng 99 bằng 100, 100 trừ 1 bằng 99, 100 trừ 99 bằng 1. Em đã tìm đúng rồi, cô khen em. Các bạn xem truyền hình đã viết được các phép tính của mình chưa? Hãy đọc cho bố mẹ và người thân nghe nhé. Đừng quên nói những điều thú vị về các phép tính đó nhé. Bây giờ chúng mình cùng đến với bài toán thực tế nhé. Đó là bài toán có lời văn. Mời một bạn đọc bài toán giúp cô nào. Thưa cô, em đọc, buổi sáng cửa hàng bán được 100 chai sữa. Buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 9 chai.
hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa. Đọc kỹ bài toán rồi, các em hãy nói cho cô nghe, em hiểu bài toán như thế nào? Bài toán cho biết gì? Và bài toán hỏi chúng ta điều gì? Thưa cô, bài toán cho biết cửa hàng buổi sáng bán được 100 chai sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 9 chai sữa. Bài toán hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa ạ? Cảm ơn em. Em trả lời đúng rồi đấy. Muốn biết được buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa, các em cần thực hiện phép tính gì? Em thưa cô, để biết buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa, ta làm phép tính trừ ạ. Rất tuyệt vời. Em dựa vào thông tin nào để chọn phép trừ vậy? Thưa cô, em dựa vào thông tin buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 9 chai sữa. Đây chính là bài toán về ít hơn đã học ạ. Đúng rồi. Em nêu phép tính cho cô được không? Thưa cô, phép tính là 100 trừ 9 bằng mấy ạ? Phép tính của em đúng rồi đấy. Đã biết cách giải rồi, hãy nêu câu lời giải cho cô nào. Thưa cô, buổi chiều cửa hàng bán được số chai sữa là... Có bạn nào có câu lời giải khác không? Em thưa cô, câu lời giải của em là số chai sữa của chiều cửa hàng bán được là... Cảm ơn các em. Câu lời giải của các em đều đúng rồi đấy. Cô chọn câu lời giải buổi chiều cửa hàng bán được số chai sữa là... Tiếp theo, hãy nêu phép tính cho cô nào. Thưa cô, phép tính của em là 100 trừ 9 bằng 91 chai, đáp số 91 chai sữa. Đúng rồi đấy. Em hãy kiểm tra lại bài giải của bài toán nhé. Em thưa cô, em kiểm tra thấy câu lời giải đã phù hợp. Em đặt tính để kiểm tra. Em thấy phép tính đúng rồi ạ. Rất tốt rồi. Chúng mình cùng đọc lại bài giải nhé. Thưa cô, bài giải buổi chiều cửa hàng bán được số chai sữa là 100 trừ 9 bằng 91 chai sữa, đáp số 91 chai sữa. Cảm ơn em. Khi giải bài toán có lời văn, các em lưu ý đọc kỹ bài toán để xem bài toán cho chúng ta biết những thông tin gì, bài toán hỏi chúng ta điều gì, và bài toán đó có thuộc dạng toán quen thuộc mà chúng mình đã học không? Rồi những thông tin nào giúp chúng ta chọn được phép tính đúng nhé? Sau khi thực hiện xong, các em nhớ hãy kiểm tra lại lời giải, phép tính và đáp số xem đã chính xác và phù hợp với yêu cầu của bài toán chưa nhé? Phép trừ 100 trừ đi một số là dạng phép trừ không hề khó phải không các em? Bây giờ cô trò chúng ta hãy cùng tìm những tình huống thực tế có dạng phép trừ 100 trừ đi một số nhé. Thưa cô, vừa rồi xóm nhà em đăng ký 100 cây xanh. Hôm qua mọi người đã trồng được 36 cây. Hiện nay xóm em còn phải trồng thêm 100 trừ 36 bằng 64 ạ. Rất tuyệt vời. Các bạn khác tiếp tục chia sẻ những tình huống có phép trừ đi nào. Thưa cô, tình huống của em là các bác, các cô, khu phố nhà em bàn bạc sẽ gói 100 bánh chưng tặng người khó khăn, giao cho các mẹ tặng gia đình khó khăn 60 bánh, còn 100 trừ 60 bằng 40 bánh sẽ tặng cho các bạn nhỏ không nơi nương tựa ạ. Cảm ơn tấm lòng của các bà con khu phố nơi em ở. Chắc hẳn các bạn nhỏ không nơi nương tựa hoặc những gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ cảm thấy rất ấm áp và vui khi nhận được những món quà đó. Cô mời tất cả các bạn khác tiếp tục nào. Thưa cô, tình huống của em là nhà em trồng được 100 gốc đào, đã có người đặt mua 85 gốc đào. Hiện nhà em còn 100 trừ 85 bằng 15 gốc đào cần bán nữa ạ. Cảm ơn em. Tình huống em vừa tìm được đúng là tình huống có phép trừ 100 trừ đi một số đấy. Các em thật là giỏi.
Các em đã tìm ra nhiều tình huống trong cuộc sống có sử dụng phép trừ vừa học đấy. Còn các bạn xem truyền hình thì thế nào? Cô tin rằng các em cũng tìm ra nhiều tình huống hay và gần gũi phải không nào? Các em hãy nhờ cha mẹ quay lại và gửi về cho chương trình nhé! Các em thân mến, vậy là tiết học toán của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Qua bài học, phép trừ có dạng 100 trừ đi một số, các em đã biết vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để tìm ra kết quả của các phép tính trừ khác nhau và giải quyết tốt một số tình huống có trong thực tế. Cô hy vọng rằng cô trò chúng ta đã có một giờ học thật thú vị. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các em! Xem sớm nhất trên kênh truyền hình giáo dục VTV7 và ứng dụng VTV Go. Xem và tương tác trên Facebook VTV7 Kids với những trò chơi ôn bài thú vị cho các bạn nhỏ. Xem lại và tìm kiếm nội dung bạn quan tâm trên YouTube VTV7. Các bố mẹ và thầy cô cũng có thể giúp con đăng ký để xuất hiện trong chương trình qua website vtv7.vtv.vn. Thầy cô, bố mẹ và các em học sinh ơi, hãy like và subscribe kênh YouTube VTV7 để đón xem trọn bộ chương trình Toán lớp 2 nhé!